từ bao giờ thống kê nhảm lại trở thành nguồn cảm hứng cho niềm tự hào dân tộc một trong những lý do khiến bạn bè quốc tế có cái nhìn không tích cực về chúng ta là thái độ phản ứng khi họ đưa ra quan điểm gần như có một quy luật một nếu nhắc đến việt nam bạn phải khen hai nếu bạn chê bạn sẽ trở thành trung tâm của chỉ trích các bạn xếp hạng của tạp chí online text atlas là một ví dụ tiêu biểu của thống kê nhảm nó là một tên gọi mỉa mai dành cho các thống kê với dữ liệu tối nghĩa dễ dàng bị thao túng và có thể được lập ra bởi bất cứ ai khi nó được dùng để xếp hạng những thứ liên quan đến cảm tính cá nhân giá trị của nó gần như vô nghĩa và chỉ nên được dùng với mục đích giải trí hoặc để tham khảo đây là vài ví dụ. Top 100 món ăn ngon nhất, top 40 món ăn tệ nhất, 10 món ăn Việt Nam ngon nhất, 45 món ăn Việt Nam tệ nhất. Đây là những thứ không thể nào định lượng được. Bạn càng không thể nào coi đây là thống kê dựa trên khoa học vì thế nào là ngon và thế nào là dở. Bạn thích ăn bún, tôi thì không. Vậy ai đúng ai sai. Người Ý cho rằng ẩm thực họ là ngon nhất thế giới. Vậy họ sai. Người Việt cho rằng chả giò là một biểu tượng của ẩm thực. Vậy điều đó có đúng. Người Hà Nội cho rằng phở Hà Nội là ngon nhất. Ngược lại, người Sài Gòn cho rằng phở Sài Gòn mới ngon nhất. Vậy ai nên chiếm ưu thế? Nếu hỏi ngẫu nhiên 100 người trên thế giới, chúng ta sẽ có 100 cái danh sách khác nhau. Ngay cả bạn cũng có thể lập ra một danh sách cho riêng mình. Sau đây là vài điều thú vị về tạp chí Taste Atlas. Họ là một tạp chí về ẩm thực và du lịch được thành lập vào năm 2018. Văn phòng nằm ở Zagreb, Croatia. Trên LinkedIn, tổng số lượng nhân viên là 30 người, sống ở khắp nơi. Họ dựa vào đóng góp của độc giả để làm bảng xếp hạng, số lượng không rõ là bao nhiêu. Mô hình phát triển của họ là vài người định hướng nội dung, sau đó thuê người biên tập ở Anh Quốc, các nhân viên khác được thuê ở các nước thứ ba để tiết kiệm tiền và cộng thêm mạng lưới cộng tác viên. Với tầm 2 triệu lượt truy cập mỗi tháng, họ được coi là một tạp chí tầm nhỏ đến vừa. Ngay từ đầu, Taste Atlas chưa bao giờ coi họ là một tạp chí khoa học và ngay cả trong giới khoa học cũng không bao giờ có chuyện thống nhất về quan điểm. Người có học và hiểu biết chỉ coi họ là một tạp chí về đời sống. Họ không khác gì một cái blog, nhưng ở quy mô lớn hơn mục đích là để chia sẻ thông tin chứ không phải hơn thua ở vị thế đây không phải là lần đầu tiên họ bị phê bình khi xuất bản nội dung. Vào năm 2022, độc giả ở Malai đã phàn nàn về vị thế ẩm thực của họ bị xếp quá thấp so với kỳ vọng. Taste Atlas đã giải thích rằng họ dùng đóng góp của độc giả. Tất cả bản xếp hạng chỉ được nên coi là một chia sẻ về ẩm thực, chứ không phải là một công cụ để tranh giành vị thế quốc gia. Thật thiếu hiểu biết nếu bạn dựa vào những danh sách đó để quảng bá niềm tự hào dân tộc. Hơn nữa, sẽ khôi hài hơn khi thấy họ xuất bản nội dung không thuận lợi. Bạn cho rằng họ đang chế nhạo chúng ta. Trong thực tế, người biên tập chưa chắc gì có thể chỉ ra vị trí Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới và bánh đầu xanh có vị ra sao. Trong ẩm thực, việc khen chê là điều bình thường vì khác khẩu vị. Bạn đi du lịch đến Pháp và thấy đồ ăn của họ lạc, bạn có thể nêu quan điểm. Ngược lại, một người Pháp đến Việt Nam cảm thấy món bún chả không hợp, họ có thể chọn món khác. Từ bao giờ, thống kê nhảm lại trở thành tiêu chuẩn cho lòng yêu nước, mình không rõ nếu bạn dựa vào thống kê nhảm để cực đoan hóa quan điểm về lòng yêu nước điều đó chỉ cho thấy bạn thiếu nhận thức và nhảm đến mức cho phép cái nhảm định hướng tư duy của mình